Hiện tại ở đây có bốn sư phụ võ công cao cường Thuộc các môn phái khác nhau Chuyên về chọi đá, chọi đất Sư phụ này thì chuyên về tạc nước Còn nói về chém gió thì không ai qua sư phụ này Còn muốn đốt quần áo đối thủ hay nướng thịt Thì không bỏ qua bác này được Kinh phí làng eo hẹp Nên bây giờ mình cần phải chọn ra một ông thầy tâm quyết để theo mấy bạn ơi Bây giờ mấy ông múa dữ quá nè chắc dạo này ế không ai học giỏi nên đang dụ mình đóng tiền học phí á trong bốn vị cao thủ ở đây thì thấy bác này là già nhất thôi kính lão đắc thọ con đóng tiền học phí cho bác ạ à. <laughs>